Ngọc Lâm xin chào tất cả quý cô chú anh chị và các bạn gần xa nhé. Cả nhà ơi, bây giờ Ngọc Lâm đang chuẩn bị đi xuống công an để mà làm cái giấy căn cước công dân. Thì bây giờ Ngọc Lâm sẽ đi, mời cả nhà cùng theo dõi Ngọc Lâm đi làm căn cước công dân nhé. Mỗi lần đi đâu ra ngoài cả nhà thì cái khó khăn nhất của Ngọc Lâm chính là việc lên xe và xuống xe. Nhưng mà không sao đâu, tại vì mọi lúc mọi nơi đi đâu cũng có vợ xinh đẹp thế này đồng hành thì rất là vui cả nhà. Nàng ấy luôn rất là chu đáo cho nên khiến cho Ngọc Lâm rất là yên tâm. Đấy thì đấy, mọi người thấy không, cái cảnh ẩm lên xe khi mà ẩm đẹp xuống nó rất là khó khăn, nó hơi vướng á. Nếu mà mình không biết cách và mình không ẩm quen thì rất là khó, cho nên các chú tài xế đó khi mà nhờ ẩm thì các chú cũng không biết cách ẩm như thế nào nữa. À, Ngọc Lâm thì tay yếu, chân thì nó gồng đó cả nhà, nếu mà ẩm không quen, khi mà ẩm nếu mà không cẩn thận là giật mình là có thể thả ra, là có khi Ngọc Lâm là sẽ té. Ở đây là cái đường đang đi ra chỗ quốc lộ cả nhà. Lần này đi đường cũng không có bị kẹt xe. Từ chỗ Ngọc Lâm xuống chỗ công an quận Bình Tân thì cũng cách đi khoảng 20 phút cả nhà. Vì đi làm căn cước công dân chỗ công an đó cả nhà, không có cho chụp hình quay phim á, cho nên Ngọc Lâm không có dám quay những cái cảnh đi vào làm nhé, mọi người thông cảm. Ở đây bây giờ là Ngọc Lâm đã làm xong và đang đi về đó cả nhà. Đó, mọi người có nhìn thấy không? Bên kia là siêu thị Big C. Đây là công ty Bon Chen. Đấy, đang trên đường về rồi. Về cũng không có bị kẹt xe cả nhà. Đường rất là thông thoáng. Hôm nay Ngọc Lâm đi sớm. Và khi xuống được các chú công an ưu tiên làm trước á, cho nên rất là mừng để mình xong sớm, mình về sớm. Với lại mọi người cũng làm, lâu nay mọi người cũng làm gần hết rồi cả nhà. Bây giờ đi xuống làm thì cũng không đông lắm, không có đến nỗi là đông đúc lắm. Vì Ngọc Lâm đi làm trễ mà, tại vì Ngọc Lâm hết chứng minh hết hạn lâu rồi. Nhưng mà đi về quê làm rất là khó khăn cho nên không có về nhà rồi. Đợi tới bây giờ. Đây, về tới nhà rồi cả nhà ơi. Thì hạnh phúc đôi khi đơn giản chỉ thôi thế thôi đấy cả nhà. Chỉ cần hai vợ chồng hòa hợp, yêu thương, đồng lòng thì mọi khó khăn đều có thể vượt qua hết. Đấy, bây giờ Minh Thơ đang ẵm Ngọc Lâm xuống này cả nhà ơi. Đây là cái cách ẵm mà bắt buộc là phải ẵm như thế này thôi cả nhà, chứ không còn cách nào khác. Ngọc Lâm đi làm căn cước công dân chỗ này, chỗ công an này đi lại nó khó khăn cho nên Ngọc Lâm phải đi cái xe lăn này. Đấy, cái chân của Ngọc Lâm nó cứ co giật, nó gồng như vậy cả nhà. Cho nên chăm sóc những người như Ngọc Lâm là phải hiểu ý và biết cách được cả nhà. Lâm xin cảm ơn các cô chú, anh chị và các bạn gần xa rất là nhiều nha, đã luôn theo dõi và đồng hành ủng hộ cho Ngọc Lâm nhé. Mong mọi người là luôn vui khỏe, bình an, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn, thành công trong cuộc sống nha. Và ai chưa đi làm căn cước công dân thì hãy nhớ đi làm đi nhé.